Trong 3 thập kỷ gần đây, Việt Nam đang có sự chuyển mình vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là diện mạo đô thị với những công trình hiện đại, những khu đô thị quy mô lớn và đẳng cấp, sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới. Tập đoàn Vingroup tự hào cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia đóng góp tích cực vào sự thay đổi đó, góp phần kiến tạo nên hình ảnh của một đất nước Việt Nam đổi mới, năng động và phát triển. Với sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, các dự án do Vingroup phát triển đã và đang hiện diện tại nhiều tỉnh và thành phố lớn trên cả nước, tiên phong đem đến sự thay đổi, tạo lập những giá trị sống mới với đẳng cấp vượt trội. Tiền thân của Vingroup là tập đoàn Technocom, được thành lập năm 1993 tại Ukraine. Với thương hiệu mì Mivina nổi tiếng, Technocom được tôn vinh là người sáng tạo ra thị trường thực phẩm ăn nhanh tại Ukraine, với doanh thu lên đến 150 triệu đô một năm. Technocom được xếp vào top 40 doanh nghiệp có giá trị nhất và trở thành hình mẫu lý tưởng cho ngành công nghiệp tiêu dùng tại đây. Đầu những năm 2000, Technocom trở về Việt Nam, bắt đầu một chiến lược phát triển hoàn toàn mới với hai thương hiệu khởi đầu, Vincom trong lĩnh vực bất động sản và Vinpearl trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Với nỗ lực phi thường, chỉ sau hơn một thập niên, Vingroup đã phát triển và hình thành nên một hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp tại Việt Nam, bao gồm 6 lĩnh vực cốt lõi: bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí, bán lẻ, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Được xác định là lĩnh vực cốt lõi, Vinhome, thương hiệu bất động sản của Vingroup, đã vươn lên vị trí top đầu Việt Nam. Những dự án bất động sản mang thương hiệu Vinhome đã đi vào vận hành như Vinhome Riverside, Vinhome Rose City, Vinhome Time City, Vinhome Đồng Khởi đã đem lại sự thay đổi tích cực cho diện mạo đô thị và được tôn vinh là những khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam. Với đà phát triển mạnh mẽ, cùng với Vinhome Nguyễn Chí Thanh Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện, Vinhome cũng đang chuẩn bị hiện diện tại hàng chục thành phố lớn trên cả nước, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, đại dự án đô thị Vinhome Central Park với điểm nhấn là cao ốc Landmark 81, top 10 tòa nhà cao nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại, biểu tượng phồn vinh mới của thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh quy mô đẳng cấp kiến trúc, Vinhome còn tiên phong cung cấp hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ gồm giáo dục, y tế, thương mại, thể thao, công viên giải trí, không gian xanh, liên tục gia tăng giá trị tài sản cho cư dân theo thời gian và thiết lập tiêu chuẩn sống chất lượng cao tại các khu đô thị Việt Nam. Vinhome cũng tiên phong kiến tạo những giá trị tinh thần, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, đoàn kết, đem đến niềm tự hào sống tại Vinhome cho khách hàng. Với khát vọng vươn tầm quốc tế, tháng 7 năm 2015, Vingroup tiếp tục tiên phong ký kết thỏa thuận hợp tác với hàng loạt tập đoàn thiết kế, xây dựng, quản lý quốc tế nổi tiếng, khẳng định quyết tâm chinh phục đẳng cấp và tiêu chuẩn thế giới trong lĩnh vực bất động sản. Vincom Retail là thương hiệu bất động sản bán lẻ của tập đoàn. Các chuỗi trung tâm thương mại thương hiệu Vincom luôn dẫn đầu về tốc độ phát triển. Từ Vincom Bà Triệu năm 2004 đến nay, hệ thống trung tâm thương mại Vincom đã và đang phủ sóng toàn quốc với tốc độ mạnh mẽ: Vincom Đồng Khởi, Vincom Thủ Đức, Vincom Quang Trung, Vincom Hạ Long, Vincom Ngô Quyền Đà Nẵng, Vincom Hùng Vương Cần Thơ, Vincom Biên Hòa Đồng Nai, Vincom Lê Thánh Tông Hải Phòng, cùng hàng chục trung tâm thương mại khác đang được khẩn trương xây dựng trên cả nước. Với việc mở rộng mạng lưới, Vincom Retail liên tục giữ vững ngọn cờ đầu trên thị trường bất động sản bán lẻ. Với việc tiên phong đưa mô hình Megamall về Việt Nam, hai đại trung tâm thương mại trong lòng đất lớn nhất Đông Nam Á, Vincom Megamall Royal City và Vincom Megamall Time City, đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của thủ đô. Tiềm năng bùng nổ của Vincom Retail đã vượt khỏi biên giới Việt Nam. Với việc quỹ đầu tư hàng đầu thế giới World Bankers đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào Vincom Retail, đưa thương vụ này lên top những thương vụ đầu tư lớn nhất vào cổ phiếu chưa niêm yết tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Trong khi Vinhome và Vincom phát triển nhanh chóng tại các đô thị lớn, thì Vinpearl liên tục mở rộng các hệ thống tại các địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam. Thương hiệu Vinpearl Hotel and Resort với hai dòng sản phẩm chính là Resort và City Hotel đã tiên phong khẳng định đẳng cấp Việt Nam ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện. Từ công trình khởi đầu Vinpearl Nha Trang Resort, đến nay đảo Hòn Tre đã có thêm các quần thể Vinpearl Luxury Nha Trang,
Vinpearl Nha Trang Bay Resort and Villa và sắp tới là Vinpearl Goldland Resort and Villa, hệ thống Vinpearl cũng đã từng bước mở rộng sự hiện diện tại các địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Bình Định, Hội An, Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Vinpearl Đà Nẵng Resort and Villa và Vinpearl Phú Quốc Resort đã đi vào vận hành và nhanh chóng trở thành những thiên đường nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam. Song hành cùng Vinpearl là thế giới kỳ diệu Vinpearlland, tích hợp hàng trăm hạng mục vui chơi giải trí quy mô lớn và hiện đại bậc nhất thế giới. Vinpearlland đã vươn lên vị trí hàng đầu ngành giải trí Việt Nam với hàng loạt các khu vui chơi quy mô lớn ở Hà Nội, Quảng Ninh, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa. Hệ thống siêu thị tiêu dùng Vinmart và Vinmart Cộng đã phát triển tới hơn 70 địa chỉ sau 8 tháng hoạt động và đang nhanh chóng tăng cường độ phủ. Dự kiến đến năm 2017, Vinmart sẽ có hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích trên cả nước với mục tiêu trở thành thương hiệu bán lẻ Việt đẳng cấp quốc tế. Thương hiệu điện máy Vinpro và Vinpro Cộng vừa công bố tháng 3 năm 2015 và sau 5 tháng đã phát triển lên đến 40 siêu thị và cửa hàng điện máy, đồng thời tích cực mở rộng hệ thống trên toàn quốc. Bên cạnh đó là sự phát triển của thương hiệu thời trang VinFashion Amigo, các chuỗi cửa hàng sang trọng, đẳng cấp và chuyên biệt VinDS, BFF. Đặc biệt, tháng 8 năm 2015, thương hiệu A Đây Rồi đã ra mắt công chúng phiên bản thử nghiệm beta, bước đầu đặt chân vào lĩnh vực thương mại điện tử với mục tiêu chiếm lĩnh kênh bán lẻ hiện đại này. Sự mở rộng của Vingroup trong lĩnh vực bán lẻ đã khẳng định hướng đi chiến lược của tập đoàn trong việc trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam. Một lĩnh vực khác biệt và bổ trợ đắc lực cho các ngành kinh doanh mũi nhọn của Vingroup chính là lĩnh vực y tế. Với sự đầu tư bài bản, Vinmec đã trở thành bệnh viện đa khoa đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ JCI, chứng nhận uy tín bậc nhất trên thế giới trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh bệnh viện Vinmec Time City, Vinmec Phú Quốc và các phòng khám tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào hoạt động. Hệ thống Vinmec đang khẩn trương mở rộng cơ sở tới thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Nha Trang với mục tiêu 10 bệnh viện trên cả nước, đồng thời tiếp tục đầu tư vào chất lượng chuyên môn và đào tạo đội ngũ kế cận với việc mở trường đại học y để đào tạo, nghiên cứu, góp phần phát triển nền y học nước nhà. Vinschool là hệ thống giáo dục liên cấp chất lượng cao, có mục tiêu đào tạo lớp công dân trẻ, toàn diện, chủ động, có tư duy toàn cầu. Năm 2015, số lượng học sinh đăng ký lên tới 12.000 em, gấp 2 lần số lượng đăng ký năm học đầu tiên và tiếp tục là hiện tượng tuyển sinh của niên học 2015-2016. Mô hình giáo dục với triết lý toàn diện của Vinschool đã có được những thành quả bước đầu với các lứa Vinscher tự tin, chủ động, đam mê và hội tụ toàn diện 5 trong 1 về văn hóa, tiếng Anh, thể chất, nghệ thuật và kỹ năng sống. Sự trưởng thành vượt bậc của các em đã chứng minh phương pháp giảng dạy theo chuẩn nhưng vẫn rất khác biệt mà nhà trường đã áp dụng. Vinschool đã trở thành ngôi trường mơ ước và trở thành mảnh đất ươm mầm cho những tinh hoa trẻ. Một lĩnh vực đầu tư đột phá mới của Vingroup đó chính là sự ra đời của thương hiệu mới Vineco với mục tiêu cung cấp thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm nông sản sạch Việt Nam ra thế giới. Tháng 8 năm 2015, Vineco đã triển khai khởi công hai nhà kính quy mô lớn tại Củ Chi và Vĩnh Phúc, đồng thời xúc tiến sản xuất rau sạch trên diện rộng. Với việc ký kết chuyển giao công nghệ nông sản sạch từ Nhật Bản và Israel, Vineco đang tiên phong ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào quy trình sản xuất, giúp thay đổi cách làm nông nghiệp của người Việt Nam. Thành công trong mọi lĩnh vực, Vingroup đã là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam tự hào được vinh danh với những giải thưởng lớn uy tín trong nước và quốc tế, top 10 giải sao vàng đất Việt, giải thương hiệu mạnh Việt Nam thường niên trong 8 năm liên tục. Hệ thống khách sạn Vinpearl của Vingroup luôn nằm trong top các khách sạn nghỉ dưỡng tốt nhất, 2 lần đạt giải nhà phát triển bất động sản tốt nhất Việt Nam, 2 lần đạt giải chủ đầu tư trung tâm thương mại tốt nhất Việt Nam, tổ chức huy động vốn tốt nhất Việt Nam, top 100 doanh nghiệp hàng đầu ASEAN,
top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Với sứ mệnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt và bản sắc văn hóa Vingroup, cùng truyền thống được kết tinh trong 6 chữ vàng giá trị cốt lõi: tín, tâm, trí, tốc, tinh, nhân. Tập thể cán bộ nhân viên Vingroup với gần 30.000 thành viên trên mọi miền đất nước đang kề vai sát cánh bên nhau là nền tảng vững chắc để tập đoàn Vingroup tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong và vươn tới những thành công mới huy hoàng. Cánh chim Việt bay ngang mặt trời.